tim hồng thiên chúa trái tim người cha, mai muôn đời yêu dấu chung con gần xa, tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình thiên chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Trái tim hồng thiên chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chung con gần xa, tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình thiên chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim chúa như nôi hồng, con xin được như bé ngủ mơ. Một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời, là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà người. Trái tim hồng thiên chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chung con gần xa, tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình thiên chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim chúa bao ân cần, con xin được say nếm hồng ân. Là trái ngon, những trái ngon dương nuôi đời con. Là sữa thơm, giúp con mau chân bước lên trời. Là đóa hoa, là tiếng ca, gọi lòng con vui bước về nhà. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cùng với giáo hội Hoàng Vũ, chúng ta hân hoan mừng kính lễ mình máu Thánh Chúa Kitô, cũng là lễ bổn mạng của đoàn thiếu nhi thánh thể giáo xứ Tân Phú. Trong giây phút long trọng này, chúng ta được nhắc nhớ lại việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc vừa qua, trước khi Người bước vào cuộc tử nạn, như một nghĩa cử yêu thương để Người hiện diện giữa chúng ta. Đây là bí tích tình yêu, bí tích của hồng ân tuyệt hảo mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Mừng kính lễ bổn mạng hôm nay, chúng ta hãy khiêm tốn, thành kính đón nhận mình và máu Thánh Chúa Kitô như đón nhận chính quà tặng của Thiên Chúa. Chúng ta cùng sống ý nghĩa của mầu nhiệm mình máu Thánh Chúa và suy tôn bí tích thánh thể để được hiệp thông với Chúa và được tham dự vào hạnh phúc nước trời. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ. Người ơi mau tới.
Giờ đây là nghi thức chào cờ của đoàn thiếu nhi thánh thể. Tất cả chú ý hướng về Chúa Giêsu thánh thể, hướng về cờ đoàn, chuẩn bị chào. Chào. Phất. Dành cho đoàn thiếu nhi thánh thể của chúng ta để tri ân quý cha, quý ân nhân, quý phụ huynh, các anh chị cựu huynh trưởng đã góp công góp sức để xây dựng nên đoàn thiếu nhi thánh thể của chúng ta ngày hôm nay. Một phút tri ân bắt đầu. Thôi, phút tri ân đã xong. Chúng còn kết thúc nghi thức chào cờ. Kính mời cha cho thánh lễ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thiếu nhi chúng con thân mến, chúng cộng đoàn chúng ta nhìn lên gian cung thánh đây là hai thầy phó tế xuất thân từ đoàn thiếu nhi thánh thể ra, cũng từng là huân trưởng, từng là những anh chị giáo lý viên để mà giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi. Và nhờ ơn Thiên Chúa trợ giúp, hai thầy giờ đây đã tiến lên bản thánh để trở thành các phó tế, trở thành những người ra đi loan báo tin mừng. Cộng đoàn chúng ta cho một tràng vỗ tay để mà hân hoan chào đón chúc mừng các thầy. Nhìn từ phía dưới xa xa, có các vị ân nhân rất là thương yêu các em thiếu nhi, đã cộng tác với con để mà chăm lo cho các em rất là nhiều. Và dưới các vị ân nhân đó là các anh chị cụ huân trưởng đã từng dày công hy sinh vất vả để mà chăm lo cho các em thiếu nhi trong giáo xứ nhà Tân Phú mới có được như ngày hôm nay. Thiếu nhi chúng con cũng nổ một tràng vỗ tay để chào đón các vị ân nhân và các anh chị cụ huân trưởng đến đây cùng hiệp thông dâng thánh lễ với chúng ta. Giờ đây chúng ta bắt đầu vô thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thiếu nhi chúng con rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng lễ mình và máu thánh Chúa Kitô.
chính Ngài đã trở nên của ăn nuôi dưỡng mỗi người chúng ta. Xin cho mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ, Chúa Giêsu đến trong tâm hồn để Ngài gìn giữ che chở, để Ngài định hướng cho cuộc đời mỗi người chúng ta. Xin Chúa Giêsu ở lại với từng người, ở lại với cộng đoàn giáo xứ Tân Phú, ở lại với đất nước quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta, và ở lại với giáo hội toàn cầu, để rồi chính Ngài nâng đỡ, an ủi, vỗ về từng người. Đặc biệt hôm nay nhân ngày mừng lễ quan thầy Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, chúng ta cũng nhớ đến các vị tiền bối của chúng ta, đó là quý cha cố Đa Minh Thiều, cha cố Đa Minh Hải, cha cố Du Xe Hà, cha cố Salesio Hoàng, cha cố Phúc đang nằm giường bệnh, cha cố Du Xe Minh của chúng ta, đương nhiệm của chúng ta, đang ốm đau bệnh tật. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các ngài thật là nhiều. Có các ngài thì mới có giáo xứ của chúng ta như ngày hôm nay. Chúng ta cũng cầu nguyện cho quý ông bà quản còn sống cũng như đã qua đời. Cầu nguyện cho các quý vị ân nhân, thân nhân của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Cầu nguyện cho các anh chị cựu huân trưởng giáo lý viên. Cầu nguyện cho các anh chị cựu ca đoàn thiên thần đã cộng tác để mà chăm lo, để mà hát ca tụng Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện một cách đặc biệt cho các em thiếu nhi còn sống cũng như đã qua đời. Cầu nguyện cho các bậc phụ huynh và cầu nguyện cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ chúng ta, trong đó có nhiều anh chị em lương dân đang sống chung quanh chúng ta. Giờ đây để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta thành tâm sám hối. Tôi thu nhận vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn lời đồng chính, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thiên cho người thiên tâm. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trôi lại cho chúng con bi tích mình và mau thanh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kinh mến yêu bi tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiến chi cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lời Chúa chức sắc xuất hành chúng ta sắp nghe.
thuật lại việc ông Môi-se nói cho dân Israel biết về các điều luật Chúa truyền. Ông lập bàn thờ tế lễ Đức Chúa và lấy máu rảy trên dân. Đây là dấu chỉ của giao ước giữa Chúa với dân. Mời cộng đoàn lắng nghe. Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Môi-se đến thuật lại cho dân chúng nghe tất cả những lời và lề luật của Chúa. Và toàn dân đồng thanh thưa rằng: Chúng tôi xin thi hành mọi lời Chúa đã phán. Vậy ông Môi-se ghi lại tất cả những lời của Chúa. Và sáng sớm, ông trỗi dậy, lập bàn thờ ở chân núi, dựng 12 cột trụ, chỉ 12 chi họ Israel. Ông sai các thanh niên trong con cái Israel mang của lễ toàn thiêu và hiến dâng lên Chúa, những con bò tơ làm hy lễ giao hòa. Môi-se lấy phân nửa máu đổ vào các chậu và rưới phân nửa kia lên bàn thờ. Ông mở quyển giao ước ra đọc cho dân nghe và họ thưa: Chúng tôi xin thi hành và tuân theo tất cả những điều Chúa đã phán. Vậy ông lấy máu rảy lên dân chúng và nói: Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi theo đúng tất cả những lời đó. Đó là lời Chúa. Lấy máu mình thanh tẩy tâm hồn chúng ta. Máu người đổ ra chỉ một lần mà chúng ta được lãnh ơn cứu chuộc muôn đời. Đó là ý nghĩa của đoạn thư gửi tín hữu Do Thái chúng ta sắp nghe sau đây. Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, Chúa Kitô xuất hiện như vị thượng tế cầu bầu mọi phúc lành tương lai. Người đi qua nhà tạm rộng rãi và hoàn hảo hơn, không phải do tay người phàm xây dựng, nghĩa là không thuộc về trần gian này, cũng không nhờ máu dê bò, nhưng nhờ chính máu của người mà vào cung thánh chỉ một lần và đem lại ơn cứu độ muôn đời. Vì nếu máu dê và cho bò mà người ra rầy trên kẻ ô uế, còn thánh hóa được thân xác nên trong sạch, huống chi máu của Đức Kitô, đấng đã nhờ thánh thần mà hiến tế chính mình làm của lễ trong sạch dâng lên Thiên Chúa. Máu đó sẽ tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi những vệ sinh sự chết, khiến chúng ta có thể phụng sự Thiên Chúa hằng sống. Vì vậy, Chúa Kitô là trung gian của tân ước, vì nhờ sự chết của người để cứu chuộc tội phạm dưới thời cựu ước,
mà những kẻ được kêu gọi đến lãnh lấy xa nghiệp đời đời đã hứa cho họ. Đó là lời Chúa. Xin cộng đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Thầy. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ vượt qua. Các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi, căn phòng ta sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở đâu? Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi, dọn sẵn sàng, và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó. Hai môn đệ ra đi vào thành, và thấy mọi sự như người đã bảo, và hai ông dọn lễ vượt qua. Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: Các con hãy cầm lấy, này là mình ta. Rồi người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và người bảo các ông: Này là máu ta, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con, ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa. Sau khi hát thánh vịnh, thầy trò đi lên núi Cây Dầu. Đó là lời Chúa. Kính chào quý ông bà và anh chị em, chào tất cả thiếu nhi chúng con. Hôm nay chúng con thấy hai thầy có đẹp trai không? Đẹp trai không? Đó, ngày 30 tháng 5 vừa qua, hai thầy được Đức Cha lui gọi. Bây giờ cha cho xem một tí nè, xem một tí thôi nhé. Chiếu đi ăn ở ngoài desktop. Khi mà Đức Giám Mục kêu chức như thế nào, các thầy thưa có mặt. Ví dụ như thầy Phêrô Hoàng Anh Quốc có mặt, đứng lên bắt đầu. Đó, quan thấy nha. Xin mở tiếng dùm đi ăn. Xem một tí thôi nha, xem một tí thôi để biết.
mà to một chút nữa đen. Thấy không? Thấy vui không? Mai mốt một ngày nào đó, đó thầy Quốc đã thấy không? Thấy hình chưa? Mai mốt một ngày nào đó nha các ông nam, hy vọng một ngày nào đó chúng con sẽ được ngồi ở đây để gọi tiến chức. Rồi, xin nhẹ máy tắt dùng. Chúng con thấy đây là Đức Giám Mục gọi tên là để gọi chức. Một cái khi mà phong chức cho ai đó thì phải gọi, bắt đầu các tiến chức tiến lên, có mặt, đã phải có mặt để le lên, phải hô lên, tôi có mặt. Không có mặt là phong chức lộn thì sao, phải không? Đó phải là hô có mặt. Đó là chè một cho chúng con xem lại. Thầy Hổ bây giờ mời thầy ra đây một chút đi, tí thôi. Cái tâm trạng khi mà mình được Đức Giám Mục gọi chức như vậy, mình có thấy vui không? Có thấy lúc đó cái tâm trạng mình nó như thế nào? Dạ, kính thưa cha cùng toàn thể đàn thiếu nhi, thì tâm trạng lúc bấy giờ của con rất là vui và mang cái niềm tạ ơn Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã gọi con lên bậc phó tế. Chúng ta vỗ tay rất là vui nha. Mình vỗ tay, mình diễn tả cái niềm vui của mình với Thầy. Cảm ơn Thầy, mời Thầy về chỗ ngồi. Rồi chúng con thấy niềm vui rất là vui. Một giáo xứ mà có các tiến chức trở thành những người mục tử quan trọng vô cùng. Hôm nay, năm nay là năm đầu tiên trải qua hơn gần 60 năm ở Tân Phú. Tân Phú mới được hai thầy, một dân số rất là đông. Có thể nói giáo dân Tân Phú gần như đông nhất của cả cái giáo phận này ở trong giáo xứ. Nhưng mà ít người đi tu quá. Năm nay được hai thầy, đó là một sự hạnh phúc cho giáo xứ, cho cộng đoàn và cho đoàn thiếu nhi thánh thể của chúng ta. Từ nay lại có hai thầy xuất thân từ đoàn thiếu nhi ra. Các con thấy ơn gọi đến từ gia đình, ơn gọi đến từ cộng đoàn giáo xứ, và ơn gọi đến từ một cái cộng đoàn nhỏ hơn, đó là đoàn thiếu nhi thánh thể. Rồi cha hỏi thế, ngày hôm qua bạn nào được thi chung kết giáo lý, giơ tay cho cha xem coi. Đề có khó không? Có khó không? Đề rất là khó. Khó như vậy mới là chọn lựa. Chứ mà đề mà dễ quá thì cần gì mà chọn. Ngày hôm qua khi cha về, cha coi lướt qua, bỏ tay xuống cảm ơn chúng con. Khi mà cha về nhà, cha lướt qua, cha qua, cha coi một số bài, cha cảm thấy rất là vui. Quý ông bà và anh chị em biết, khi chấm bài cũng mệt lắm, nhưng mà có nhiều em làm bài cực tốt. Ngay từ lớp 1, lớp 2 có em khi mà cha hỏi, khi lãnh nhận bí tích giải tội em được ơn gì, mặc dù rất là đơn giản đơn sơ, chỉ có biết một hai một câu, khi lãnh nhận bí tích giải tội em được ơn tha tội, rất là chính xác. Lớp 2, lớp 1 đã ghi được những dòng đó,
quá tuyệt vời, đó mới là những người xuất sắc. Rồi cha ghi, em cha lại hỏi ghi thêm, em hãy viết ra câu, em hãy viết ra kinh cảm ơn, một kinh nào đó em thuộc khi mà cảm ơn Chúa. Em biết một cái kinh cảm ơn, lâu lâu con cảm ơn Đức Chúa Trời. Mới có lớp 1, lớp 2 mà biết được các kinh đó. Rồi câu hỏi chưa hết, em hãy viết ra khi kinh 5 điều răn hội thánh, viết một cách rất là kỹ càng mà chính xác từng ly từng tí, mới lớp 1, lớp 2. Đó mới là người xứng đáng. Và khi mà cha nhìn ra cái tên, cha nhìn lại cái tên của những bạn làm như vậy, thì cha thấy ồ quá tuyệt vời, sáng nào cũng đi lễ sáng hết. Cha thấy có một nay mai cha công bố cái kết quả đó, cha biết có hai bà cháu dẫn đi lễ, ngày nào cũng đi hết, đi được ở lại chơi đánh cầu. Khi mà chấm làm bài, cha cảm thấy rất là vui khi mà trả lời gần như đúng tuyệt đối ở một cái độ tuổi lớp 2. Các câu giáo lý đều thuộc lòng lòng hết. Cha hỏi nhân bản là gì, đều nói rất là rõ. Nhân người, bản là cái gốc, hoặc là bản là cái tốt, bản tốt, gốc tốt của một con người. Trả lời rất là tuyệt vời, mới có lớp 1, lớp 2. Và cha đọc lướt qua một vài lớp khác thì cha thấy cũng có nhiều bạn học rất là khá, rất là tốt. Cha hy vọng rằng chúng con không chỉ giỏi về mặt tri thức ngoài đời, mà chúng ta còn phải giỏi về, về gì nữa? Về giáo lý nha. Giáo lý là cái mà sẽ đi với chúng con suốt cuộc đời. Kiến thức văn hóa một ngày nào đó nó sẽ mai một, một ngày nào đó nó sẽ lạc hậu. Còn cái giáo lý không bao giờ lạc hậu. Giáo lý lại sẽ đi với chúng ta từ lúc nhắm mắt, từ lúc mở mắt cho đến lúc nhắm mắt là lúc gì? À, lúc chết rồi nha. Tất cả mọi cái nó có đi theo cuộc đời chúng ta, đức tin, đức cậy và đức mến. Cảm ơn các anh chị phụ huynh rất là nhiều. Có nhiều bậc làm cha làm mẹ quá tuyệt vời, lo cho con em của mình đến nơi đến chốn, rất là chu đáo về mặt đức tin, dạy giáo lý, đồng hành với con em, rồi lễ lạy buổi sáng sớm, lễ chiều đi rất là đông. Thiết nghĩ rằng tất cả những cái công sức của quý ông bà và anh chị em, khi mà chúng ta làm điều đó, mai mốt chúng ta có qua đời, con cháu chúng ta vẫn mạnh mẽ để mà sống cuộc đời này. Do đó chúng ta đừng có sợ chết. Chúng ta có chết thì còn con cháu chúng ta tiếp nối. Đừng có lo lắng cái gì hết, quý ông bà đừng có sợ nha. Chứ chúng ta chỉ sợ con cháu chúng ta nó mất linh hồn thôi, chứ đừng có sợ nó nghèo. Hai bàn tay rồi sẽ làm nên mọi sự. Kinh nghiệm quý ông bà và anh chị em thấy, chúng ta nghèo mà, ngày xưa chúng ta cũng nghèo lắm, nhưng nhờ hai bàn tay này mà giờ này chúng ta có khi 3-4 căn nhà, có khi chúng ta cũng đủ ăn trong cuộc sống, vân vân. Chúng ta cứ yên tâm, quan trọng là đức tin và giáo lý, rất là quan trọng. Rồi, cha hỏi câu hỏi đầu tiên dành cho thiếu nhi. Chưa hỏi đã giơ tay. Hôm nay là lễ gì? Hôm nay là lễ gì? Bây giờ hỏi ngành chiên trước, chiên con trước. Con trai biết không? Đây. Hôm nay là lễ gì? Lễ mình mau thánh chùa. Dạ thưa cha. Dạ thưa cha và cộng đoàn, hôm nay là lễ mình mau thánh chùa. Con được rước mình máu thánh Chúa chưa? Chưa. Tại sao mà chưa được? Tại sao mà chưa được? Con không biết. Con không biết. Thôi cho một tràng vỗ tay. Cảm ơn Chúa. Cha cho con một cái quyển sách nha, Chúa Giêsu người thầy vĩ đại nha. Về nhà đọc rồi tuần sau kể cho cha nghe và các bạn nghe nha. Cầm hai tay, cảm ơn cha. À đó. Tại sao mà mình chưa được ra đây coi? Tại sao mà chưa được rước mình máu thánh Chúa? Để lúc
cha là tại con còn nhỏ. Con còn nhỏ? Ê, năm nay mấy tuổi rồi mà nhỏ? 7 tuổi. 7 tuổi rồi, lớn rồi mà, đâu có nhỏ đâu. Có lớn chưa? Ở nhà mẹ có đút cho ăn không? Dạ không. Ở nhà mẹ có tắm cho không? Mẹ có tắm cho không? Dạ có. Có tắm cho hả? Tắm cho thì còn nhỏ thôi, tặng cho biển sát nha. Chúa Giêsu khiến bảo giữ yên lặng. Chúng con còn nhỏ, chúng con theo giáo hội quy định. Quý ông bà và anh chị em biết, giáo hội quy định một em để mà được cho rước lễ phải đến tuổi khôn và phải được trải qua học giáo lý nhất định trong một thời gian nào đó. Theo cái chương trình chung của toàn thể giáo phận này và toàn thể đất nước Việt Nam của chúng ta, khi mà các cha soạn các cái giáo án, các cái giáo trình dạy giáo lý cho con em của chúng ta, phải lớp 4 đồng loạt trên toàn nước. Khi lớp 4 như vậy, để cho các em có một cái nhận thức sâu sắc và đầy đủ về một cái điều gì đó mà các em được lắng nhận. Do đó quý ông bà và anh chị em thấy giáo hội rất là hay. Giáo hội khi mà chọn lựa hay làm một điều gì đó đều dựa trên cái tâm lý lứa tuổi và dựa trên cái đức tin của một con người. Do đó các bí tích lắng nhận, cha mong mỏi rằng ngay từ nhỏ như vậy, mặc dù chúng con chưa được rước lễ, nhưng cha mong muốn chúng con hằng ngày chúng con được khao khát. Cái gì mà mình khao khát thì mình cố gắng. Còn cái gì mà cho không thì nó rất là hờ hững và thờ ơ. Cái gì mà chúng ta khao khát, chúng ta hạnh phúc lắm, mong chờ. Mong chờ người yêu của chúng ta là ví dụ. Chúng ta mong chờ được gặp mặt người yêu thì mình cứ khao khát như vậy, thì cái mong chờ của chúng ta nó cảm thấy hạnh phúc và bình an. Còn nhiều khi chúng ta không có khao khát, mai mốt mẹ cha trao cho chúng con cũng không biết gì hết. Chúng con chỉ xem thường, uổng đi. Rồi, hỏi lớp 3 và lớp 4. Ngồi thẳng lưng lên chưa? Thẳng lưng lên chưa? Bí tích thánh thể là gì? Quá đơn giản rồi. Lớp 2 có biết được không? Lớp 2 có biết được không? Lớp 2 chưa học tới. Đây đây coi. Nếu mà bí tích thánh thể là gì? Lớp mấy rồi con? Lớp 2. Lớp 2, học giáo lý lớp 2. Bí tích thánh thể là gì? Dạ thưa cha, là bí tích thánh thể là bí Chúa Giêsu lập ra để ban mình máu thánh chúa cho loài người, để nuôi dưỡng từng linh hồn. Rất là chính xác. Cho bạn một tràng vỗ tay. Lớp 2 ráng về nhà học nha. Ráng về nhà học giáo lý cho giỏi. Mặc dù chưa rước lễ nhưng trả lời rất là chính xác. Bí tích thánh thể là bí tích Chúa Giêsu đã lập để ban mình và máu thánh chúa làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Nhớ nha, nhớ nha, thuộc lòng lòng, thuộc mà vô máu mình đó. Cha hỏi coi, cha đố chúng con biết đó, trong cái thân thể chúng con cái gì quan trọng nhất? Cái gì mà không thể thiếu được? Không thể nào mà không thể nào thiếu được, nhưng mà mình có thể mình cho người khác được, mà có thể mình nhận được của người khác. Cái gì mà mình có thể mình cho người khác được và người khác cũng có thể cho mình và mình nhận được? Biết chưa? Thử suy nghĩ trong đầu coi. Đây đây con. Đây đây. Cha là máu. Cái gì? Máu hả? Hôm nào mà cha thiếu máu á, cha xin con tí máu được không? Có được không? Có được không? Ngày nào mà cha mệt, cha nói em ơi, bạn ơi, cho cha tí máu, cái chúng con về nhà chúng con lấy kim chúng con bơm ra rồi chích lại cho cha được không? Có dám làm không? Đúng rồi, máu trong cuộc đời
trong cái thân thể mình, máu là quan trọng nhất. Máu, máu không thể nào, máu nó nuôi cả cái thân thể của mình. Và cái máu của mình, có khi mình cho được người khác, có khi mình thiếu máu, chúng con cho cha cũng được. Một ngày nào đó cha nói ví dụ, bố mẹ chúng con bị bệnh, thiếu máu, mà chúng con mập, chúng con dư máu. Mình, mẹ ơi, máu con dư nè, con đi thử máu, nếu trùng nhóm máu, con xin gửi lại cho mẹ một chút. Chúng con cũng lớn lên từ cái dòng máu của cha mẹ chúng con, phải không? Có phải vậy không? Ba mẹ chúng con lấy nhau về, sinh con đẻ cái ra chúng con. Từ cái dòng máu đó mà chúng ta được lớn lên và được nuôi dưỡng. Trong cái đời sống đức tin của chúng ta cũng vậy. Chúng con có một cái nguồn máu vô cùng giá trị, là máu của ai? Máu của ai? Máu của Chúa Giêsu đó. Chúng con còn nhớ thứ sáu tuần thánh không? Trong cái đêm thứ năm tuần thánh, Chúa Giêsu gọi các môn đệ lại, các Chúa nói: này anh em, thầy sắp bỏ anh em rồi, thầy truyền lại, thầy để lại cho anh em hai điều. Điều thứ nhất là anh em hãy yêu thương nhau. Thầy nè, thầy quỳ xuống, thầy rửa chân cho anh em. Và bây giờ nè, một lát nữa đây, thầy bước vào cuộc khổ nạn, thầy làm, thầy để lại cho anh em một cái bí tích của tình yêu. Này là mình thầy sẽ bị nộp vì anh em, này là máu thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho anh em và nhiều người được tha tội. Chúng con thấy một cái tình yêu tuyệt vời nơi Chúa Giêsu dành cho nhân loại. Không có một cái tình yêu nào nó đẹp và trọn vẹn như cái tình yêu của Thiên Chúa. Giờ đây quý ông bà vẫn xem thấy, một lát nữa đây, với một cái tấm bánh bé nhỏ, anh chị em nghe, khi mà bắt đầu vị linh mục truyền phép, vị linh mục sẽ đọc. Cha nghĩ rằng chúng con lâu nay sẽ không nghe, hôm nay cha nói trước cho chúng con biết. Trước khi mà vị linh mục truyền phép, vị linh mục sẽ nâng cao bánh và nói: lạy Chúa, chúc tụng Chúa là Chúa cả trời đất. Chúa đã rộng ban cho cậu chúng con bánh này từ ruộng đất và cái công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở thành bánh trường sinh nuôi sống chúng con. Khuyên bảy bánh tre, anh em thấy, chúng ta nghe chúng ta sợ lắm, nổi cả da gà. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là Chúa cả trời đất, Chúa cả một cái trời đất này. Chúa đã rộng ban cho chúng con cái tấm bánh bé nhỏ như vậy, từ công, từ cái ruộng đất và từ cái công lao vất vả của từng người chúng ta. Do đó quý bà bạn xem thấy, một cái tấm bánh bé nhỏ thôi, nhưng mà nó diễn tả một cái tình yêu sâu thẳm, từ cái lao động của con người, từ cái hy sinh vất vả của từng người chúng con ngồi đây nè. Chúng con đi học, chúng con về nhà, chúng con sống với cha mẹ mình, chúng con lao động trong gia đình. Tất cả những cái lao động lao nhọc đó, nó dệt nên một cái tấm bánh, để rồi từ cái tấm bánh đó chúng ta dâng lên cho Chúa, và chính Chúa biến thành một cái củ ăn nuôi linh hồn chúng ta. Một cái hình ảnh đẹp vô cùng, không có gì diễn tả sâu và rộng và đẹp như vậy. Và rồi một lát nữa chúng con và cộng đoàn sẽ thấy, vị linh mục sẽ cầm lên và nói: này là mình thầy sẽ bị nộp vì anh em. Một cái câu nói đó nó diễn tả cả cái cuộc đời Đức Kitô hiến thân cho nhân loại. Này là mình thầy hiến thân vì anh em, bị nộp vì anh em. Cái câu nói đó nó diễn tả cái tình yêu, đồng thời cũng mời gọi tất cả mỗi người chúng ta hãy đọc lấy cái câu đó cho mình. Này là mình tôi sẽ hiến tế và sẽ nộp cho gia đình, cho chồng, cho con và cho gia đình của tôi. Khi chúng ta đọc cái câu đó hàng ngày, chúng ta thấy cuộc đời chúng ta như là một cái tấm bánh bẻ ra cho anh chị em mình. Thiếu nhi chúng con còn nhỏ, cha ơi sao con lại được, sao con lại tấm bánh được. Chúng con dư sức là một cái tấm bánh nhỏ để chúng con bẻ ra cho cha mẹ mình. Cha nói ví dụ, khi mà ba mẹ chúng con đi làm về, chúng con chạy đến rót một ly nước: ba ơi, mẹ ơi, con mời ba mẹ uống ly nước.
là mình đang bẻ cuộc đời mình ra, phải không? Rồi ví dụ như ba, ông bà mình đau ốm, nói bà ơi, mẹ, ông ơi, con thấy ông bà đau ốm quá, con đấm lưng cho ông bà. Đó là mình đang bẻ cuộc đời mình ra, mình cho ông bà mình. Còn người lớn cũng thế. Chúng ta ý thức mình là người lớn, là người cha, người mẹ. Chúng ta cũng tự nhủ thầm trong cái cuộc đời mình. Tôi là người cha, người mẹ, tôi cũng trở thành cái tấm bánh để tôi bẻ ra cho từng đứa con của tôi, cho từng đứa trong gia đình của tôi. Có những đứa nó ngoan, những đứa nó chưa ngoan, những đứa nó tốt, có những đứa nó chưa được tốt. Thì mình phải làm sao mình liên kết, mình bẻ ra bằng sự hy sinh, bằng gương sáng, bằng đời sống thánh thiện đạo đức, mình cho người khác. Đó là mình trở nên cái tấm bánh bé nhỏ cho tha nhân. Ước mong sao thánh lễ ngày hôm nay giúp mỗi người chúng ta cảm nhận được cái tình yêu nơi bí tích thánh thể. Để rồi một lát nữa tất cả mọi người chúng ta ngồi đây lên rước mình Thánh Chúa, chúng ta hãy trân quý thờ lạy Chúa Giêsu. Ngài đã trở nên một cái tấm bánh là vua của cả trời đất này, mà giờ đây Ngài trở thành một cái tấm bánh bé nhỏ nằm trong cái bàn tay bất xứng của chúng ta, bàn tay tội lỗi của chúng ta. Ngài chấp nhận đi vào cái dòng đời của từng người, để mà khi Ngài đi vào cái dòng đời mình, Chúa Ngài biến đổi thánh hóa mình. Và rồi đồng thời khi chúng ta cầm, khi chúng ta rước, chúng ta đón nhận cái tấm bánh trên bàn tay này, thì chúng ta cũng ý thức mình hãy trở thành một cái tấm bánh cho người khác, một tấm bánh thơm và ngon cho người khác, để chúng ta nuôi dưỡng anh chị em mình, nuôi dưỡng cộng đoàn, nuôi dưỡng gia đình mình. Khi chúng ta sống những điều đó, chắc chắn quý ông bà và anh chị em vô cùng hạnh phúc, và chúng ta khao khát đến với Chúa hàng ngày. Cha mong muốn từng thiếu nhi ngồi đây và từng bậc phụ huynh, những người làm cha làm mẹ, chúng ta hãy chạy đến với Chúa Giêsu thánh thể hàng ngày. Chính Ngài mới là đấng giải quyết và ban muôn ơn lành cho anh chị em. Không có ai ngoài Chúa Giêsu thánh thể đâu. Chính Ngài mới đi vào trực tiếp cuộc đời chúng ta và Ngài biến đổi cuộc đời mình. Anh chị em ý thức điều đó, chúng ta thấy Chúa Giêsu trở thành cái nguồn lương thực vô cùng quý giá. Bao giờ hàng ngày chúng ta cũng phải rước, để rồi chúng ta được nhờ hưởng hiệu quả. Quý ông bà và anh chị em lâu nay ai mà lười đi lễ thì chúng ta sốt sắng hơn. Chúng ta cố gắng dậy hy sinh nửa giờ. Một ngày Chúa ban cho chúng ta 24 giờ đồng hồ, nhưng Chúa mời gọi chúng ta chỉ dành 30 phút để mà đến với Chúa, để mà thờ lạy, để mà rước mình Thánh Chúa. Nên tại sao chúng ta không biết trân quý cái giờ đó để chúng ta đón rước Chúa? Thiếu nhi chúng con cũng vậy, các anh chị huân trưởng, giáo lý viên cũng thế. Các anh chị muốn dạy giáo lý cho người khác, anh chị phải có một cái đời sống nội tâm sâu xa. Và một cái đời sống nội tâm đó không ai cho anh chị được ngoài Chúa Giêsu thánh thể. Ồn ào náo nhiệt bên ngoài rồi cũng qua, nhưng khi chúng ta quỳ, chúng ta cầu nguyện với Chúa Giêsu thánh thể hàng ngày, anh chị em sẽ được biến đổi nội tâm rất là nhiều. Khi chúng ta được biến đổi nội tâm như thế, chúng ta mới giúp ích cho người khác, giúp ích cho các em thiếu nhi. Cầu chúc cho quý ông bà và anh chị em thiếu nhi chúng con luôn luôn biết chạy đến kín múc cái nguồn tình yêu từ Chúa Giêsu thánh thể. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể để hiến ban thịt máu mình làm lương thực thần linh, nương dưỡng chúng ta trong cuộc lữ hành về quê trời. Chúng ta hãy chúc tụng tình yêu cao vời của Chúa và dâng lời nguyện xin. Bí tích thánh thể là nguyên lý hiệp nhất trong hội thánh. Chúng ta cùng cầu xin cho các vị chủ tranh và mọi thành phần dân Chúa được thêm lòng yêu mến và siêng năng lãnh nhận bí tích thánh thể, để qua việc kết hiệp với Chúa Giêsu, mọi người được hiệp thông với Thiên Chúa và luôn hiệp nhất với nhau. Chúng con cầu xin Chúa.
hôm nay lương thực hàng ngày, chúng ta cùng cầu xin cho mọi người khi biết tiền lương thực nuôi thể xác thì cũng biết tìm kiếm lương thực nuôi sống linh hồn. Nhờ bí tích mình máu Thánh Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận đỡ chúng con. Bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những ai trong giáo xứ chúng ta đang khát vọng đi tìm hạnh phúc nước trời đều biết đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để được thông ban sự sống đời đời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Việc rước lễ thường xuyên sẽ giúp chúng ta tránh xa tội lỗi. Chúng ta cầu xin cho các em đội viên trong đoàn thiếu nhi chúng ta hiểu được điều này và chuẩn bị thật tốt tâm hồn để mỗi khi tham dự thánh lễ đều có thể rước Chúa một cách xứng đáng và hữu hiệu. Chúng con cầu xin Chúa. Lạy Chúa, xin đón nhận những y nguyện mà các em vừa dâng. Xin Chúa đã ở lại với chúng con nơi bi tinh thánh thể. Xin cho tất cả mỗi người chúng con hằng biết siêng năng gặp Chúa để được Chúa yêu thương và hướng dẫn trong cuộc đời chúng con. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Mình màu chua dâng lên Chúa hồn xác con.
lễ hy sinh. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng tôi được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, bao hạt lúa mới làm nên tấm bánh này, bao chai nho mới ép thành chén rượu đây, tượng trưng sự đoàn kết giữa con cái Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho trở nên bi tích nhiệm màu, đem lại cho hội thánh Chúa ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là tư tế thật và vinh cứu, khi thiết lập thể thức hy lễ trường tồn, Người là đứng đầu tiên đã dâng mình cho Chúa làm của lễ cứu độ, và đã truyền cho chúng con dâng mình mà tưởng nhớ đến Người. Khi chúng con rước mình Người hiến tế vì chúng con thì chúng con được manh sức, và khi chúng con rước máu Người đổ ra vì chúng con thì chúng con được rửa sạch. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chung tùng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thăng hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người cầm lấy bánh, tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cựu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cân trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Quan Giuse, Đức Cha Louis, giáo phận chúng con và toàn thể hằng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn mà chúng con dâng cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay, đặc biệt linh hồn quý cha cố đã từng phục vụ, linh hồn các vị ân nhân thân nhân, linh hồn quý ông bà quản, linh hồn các anh chị huấn trưởng giáo lý viên, các em thiếu nhi, các bậc phụ huynh, linh hồn các anh chị em lương dân đã qua đời mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được hòa hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sư sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lần Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện cánh cha cả xuống, lương cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thanh y Chúa. Chúa hằng sống và hiền chi muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chúa trên trời xin thương xót chúng con. Lạy Chúa trên trời.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành. Xin mình bảo thân Chúa yêu thương. Hãy subscribe.
mời cộng đoàn đứng cùng đọc kinh cảm ơn sau khi rước lễ. Lạy Chúa Giêsu, con tin thật Chúa đang ngự trong lòng con. Con cũng tin thờ lạy Chúa là Thiên Chúa uy nghi cao cả. Con sung sướng vì Chúa đến thăm con, dù con không xứng đáng. Lạy Chúa Giêsu, xin ở với con mãi mãi. Trong suốt cuộc đời con, xin làm cho con nên trong Chúa hiền hậu và kiên cường, chăm chỉ và bác ái, yêu thao và vui tươi. Xin cho con nhớ rằng Chúa đang ngự trong con, và con có bổn phận đem Chúa đến cho mọi. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa biết bao. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuy còn ở dưới thế, nhưng đã được tham dự bàn tiệc trên trời khi thông hiệp với mình và máu thánh Chúa. Xin cho chúng con một khi lên cõi trời vinh hiển, được cùng Chúa vui hưởng phúc trường sinh. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Một lần nữa thay mặt cho các em thiếu nhi, cảm ơn quý vị ân nhân, quý ông bà, quý vị ân nhân rất là nhiều đã cộng tác với đoàn thiếu nhi thánh thể, với chúng con trong những năm qua, hỗ trợ cộng tác hướng dẫn. Cảm ơn các anh chị cựu huân trưởng đã có mặt tham dự thánh lễ ngày hôm nay để cầu nguyện cho con cháu chúng ta. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Cảm ơn cộng đoàn dân Chúa, các bậc phụ huynh trong một năm qua đã cộng tác để mà chăm lo cho các em thiếu nhi được như ngày hôm nay. Hôm nay cũng là ngày quan thầy của các anh chị huân trưởng. Hết lòng một lần nữa cảm ơn quý ông bảo quản. Cảm ơn các anh chị huân trưởng, giáo lý viên, các sơ rất là nhiều đã cộng tác để mà chăm lo cho các em thiếu nhi. Chúng con nổ một tràng vỗ tay để mà cảm ơn nhiều nha. Cũng xin cảm ơn các anh chị ca đoàn trong rất là nhiều năm phục vụ trong lễ thiếu nhi, hát rất là sốt sắng và hay. Giờ đây anh chị còn có nhiều bộ mặt mới hơn nữa, hát hay hơn. Xin cảm ơn các anh chị, riêng hai thầy phó tế. Anh chúc cho hai em được mạnh khỏe, được ở trung thành với sư vụ mà chính Chúa đã trao mời cho hai em. Cộng đoàn thiếu nhi chúng con cũng cầu nguyện thật là nhiều cho các thầy, để một năm nữa đây các thầy sẽ trở thành các linh mục chính thức là đi loan báo tin mừng và cử hành lễ tế cho bà con giáo dân. Và sau thánh lễ này, mời tất cả quý ông bà và anh chị em thiếu nhi chúng ta, theo những cái năm truyền thống tốt đẹp, chúng ta sẽ suy tôn thánh thể Chúa vòng quanh trên này một chút để nói lên tấm lòng yêu mến Chúa Giêsu thánh thể. Xin đừng ai về, chúng ta dành một ít phút ở lại với Chúa Giêsu thánh thể. Và sau giờ lễ, sau giờ chầu, tất cả thiếu nhi chúng con sẽ được các vị ân nhân, được các thầy, được đoàn thiếu nhi thánh thể tặng cho một cái bánh mì xúc xích rất là ngon. Chúng con vỗ tay cảm ơn nha. Các anh chị ca đoàn cũng được nữa. Xin cảm ơn các anh chị, các anh trong quay phim chụp hình
trong thánh lễ ngày hôm nay. Chúng ta giờ đây bắt đầu cử hành giờ chầu thánh thể. Xin dâng kính công ca tạ ơn, ca tên Chúa bên thiên gần trần. Ngàn đời kính chúc vua muôn đời, danh Chúa luôn khắp nơi. Cha ôi quý trọng thay, muôn ơn lành cha chưa trời mây. Giờ đây, mời cộng đoàn tham dự giờ cung nghinh thánh thể. Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu, mỗi ba sắp mình thờ lạy Chúa. Chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con trong bí tích mình và máu thánh Chúa. Chúng con yêu mến Chúa. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn luôn xác tín rằng mỗi khi tham dự bàn tiệc mình và máu thánh Chúa là chúng con đón nhận chính Chúa là lương thực thần linh, bảo đảm cho chúng con mai sau sẽ thông phần vào sự sống vinh quang với Chúa. Amen. Thank you.
Vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu đã có một sáng kiến thật tuyệt vời, là lấy chính thịt và máu Ngài làm của ăn, của uống để nuôi dưỡng linh hồn ta. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì được sống đời đời. Dân Do Thái xưa đã ăn manna trong sa mạc và đã chết, còn của ăn Chúa Giêsu ban tặng lại chính là thần lương mang lại sự sống vĩnh cửu, sức sống mãnh liệt không bao giờ vùi lấp bởi không gian và thời gian. Vì thế, Thánh Ignacio đã xác tín rằng bí tích thánh thể như liều thuốc trường sinh, một phương thuốc diệt trừ sự chết muôn đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúa ơi ở bên con nhé, vì con đây luôn cần đến Ngài. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp phải những khó khăn, trắc trở, khiến ta dần mất phương hướng. Xin cho mỗi thành viên trong đoàn thiếu nhi thánh thể chúng ta luôn trông cậy nơi Chúa và chọn Chúa làm lý tưởng cũng như cùng đích đời mình. Chúng con cầu xin. Mỗi khi cử hành bí tích thánh thể, hội thánh thâm tín rằng Chúa đã đến và đang hiện diện thực sự giữa chúng ta, ẩn giấu dưới hình bánh rượu. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đã viết trong thông điệp giáo hội từ thánh thể 18 rằng bí tích thánh thể là hướng đến điểm chung kết, một sự diện kiến trước niềm vui thiên đàng, đảm bảo cho vinh quang sẽ tới. Trong thánh thể, hội thánh chờ đợi ngày Chúa lại đến và hứa ban hạnh phúc nước trời. Giờ đây, lạy Chúa Giêsu thánh thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện hữu giữa chúng con, đang ngự trong mỗi tâm hồn chúng con. Chúng con xin suy tôn, thờ lạy và cảm tạ Chúa. Cho đến tận thế, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong đoàn thiếu nhi chúng ta luôn siêng năng học hỏi, nhiệt thành lên báo tin mừng thông qua việc giảng dạy giáo lý, để lời Chúa nảy nở nơi các em thiếu nhi, giúp các em thêm ngày một mến Chúa yêu người. Chúng con cầu xin Chúa. Trong tình yêu,
ai cũng muốn kề cận, nên một với người mình yêu. Chúa Giêsu vì yêu ta, không những đã hy sinh chết trên thập giá, mà người còn muốn ở lại với ta mãi mãi. Thế nên, người thiết lập bí tích thánh thể, một sáng kiến tuyệt vời của tình yêu, được loan báo từ trong cựu ước, qua hình ảnh bữa tiệc Thiên Chúa thiết đãi muôn dân, và được cử hành mọi ngày trong thánh lễ Misa cho đến tận thế. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, giờ này đây hãy để chúng con thuộc trọn về Chúa, lắng nghe lời Chúa mà quên đi những vướng bận lo toan, để chỉ sống những giây phút có Chúa và chỉ ở lại với một mình Chúa mà thôi. Với Chúa Giêsu thánh thể, đoàn thiếu nhi chúng con luôn tìm đến Chúa để nhờ sự chỉ dẫn của Ngài mà vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nguyện xin Thiên Chúa giúp đỡ cho đoàn thiếu nhi chúng con luôn biết đoàn kết yêu thương nhau, cùng noi gương anh cả Giêsu rao giảng tin mừng để mở rộng nước Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giáo hội tuy trải qua những giai đoạn rất thăng trầm về đời sống đức tin, nhưng vẫn luôn cử hành bí tích thánh thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống mình. Bí tích thánh thể là nguồn mạch của sự hiệp nhất và yêu thương mà Chúa Giêsu đã truyền lại cho giáo hội. Giáo hội sống bí tích thánh thể mỗi ngày qua việc dùng mọi phương thế làm lan tỏa sức sống của Chúa Kitô cho những người nghèo khó. Như Thánh Gioan Kim Khẩu đã viết, Chúa Giêsu không chỉ hiện diện ở bàn thờ mà còn nơi những con người nghèo khó. Giáo hội luôn chú ý đến việc truyền giao đức tin qua bí tích thánh thể cho những con người thấp hèn trong xã hội, từ đó làm cho tình yêu Giêsu được lớn mạnh hơn trong lòng các tín hữu và ngay trong chính thế giới đầy hận thù đố kỵ này. Lạy lòng Chúa, ai
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài yêu thương chúng con rất nhiều. Dù Ngài đã chết để đền bù tội lỗi chúng con, Ngài vẫn không muốn xa chúng con, mà ở cùng với chúng con mãi mãi. Chúa vẫn luôn bên con, nhưng hình như con lại ngày càng xa rời Chúa. Con chạy theo những thú vui thế trần, con mê chơi game, mê ăn uống, mê giải trí hơn đi lễ nhà thờ, hơn việc học giáo lý. Rồi một ngày con xa Chúa, lúc đó con mới biết không có Chúa, con vô dụng và nhỏ bé đến chừng nào. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức được tình yêu của Ngài mà siêng năng cầu nguyện cùng Ngài nhiều hơn, để Ngài luôn ở cùng con mãi mãi. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mầu nhiệm thánh thể cao trọng và cực thánh, còn là dấu chỉ sự hiệp thông của tình yêu Thiên Chúa với dân người, là giá trao tặng thịt máu yêu thương của Đức Kitô cho người mình yêu trên thập giá, và trong bàn tiệc thánh thể, là kết quả của sự tự hủy cao cả của chủ chiên, để liên kết chúng ta nên một với thân mình giáo hội. Thế nên, thân lạy Chúa, chúng con ca ngợi và tạ ơn Chúa khôn nguôi với tâm tình của những người con được lãnh nhận mọi ân sủng cách nhưng không từ thánh thể Chúa. Hồng ân lớn lao nhất của Thiên Chúa Cha đầy lòng thương xót, chúng con yêu mến Chúa ngự trong bí tích thánh thể. Chúng con yêu mến Chúa qua giáo hội, các linh mục, tu sĩ và những vị chủ chân của chúng con. Xin Chúa gia tăng lòng yêu mến nơi chúng con.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ. Xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của Người, được nhờ công phúc đức tin của Người mà phát triển dưới triều đại Giáo Hoàng của Người. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Tìm một Thiên Chúa cha.